Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh lễ hỏa táng của chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh. Chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh được xác định là do đuối nước và đã tử vong vào hồi 23 giờ 55 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024, sau khi mà các lực lượng chức năng đã tìm được thấy thi thể của chị thì đã gửi vào nhà lạnh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Và sau đó là gia đình đã quyết định là đưa thi hài của chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh đi hỏa táng. Và đây là những hình ảnh mà các nhân viên của đài hỏa táng đưa thi hài của chị Nguyễn Thị Nguyệt Anh để tổ chức cái tang lễ ở trong đài hóa thân An Lạc Viên. Và đây là lời than tiếng khóc gọi của người chồng gọi vợ. Xin mời quý vị cùng nghe. Em ơi, tình nghĩa vợ chồng anh không gọi em đây, em đi đâu mà chẳng nói một lời, để anh đau xót. Ngậm ngùi biết kể làm sao, em ra đi thì phận đã an bài. Còn bố con anh ở lại thì biết trông cậy vào ai. Em ơi, ăn ở bên nhau đã biết bao năm trời, buồn vui đói khổ ta thời trải qua. Em ơi, anh kể mong sao cho mưa thuận gió hòa, để vợ chồng hạnh phúc mặn mà ở bên nhau. Em ơi, có em mà nội trợ trong nhà, thu viện công việc thì gia đình yên vui. Em ơi, hiện từ nay trở đi em ơi, ai sẽ tề ra nội trợ, em ơi, tề ra nội trợ trong nhà. Em ơi, em để anh đứt gãy
anh một mình. Anh biết xoay sở làm sao đây? Từ nay trở đi căn phòng kia thì lạnh lẽo một mình. Thương em anh thương lắm mà chẳng biết làm sao. Em ơi chỉ khổ cho các con thôi, sớm chiều không mẹ cuộc đời. Anh chỉ mong sao cho vợ chồng mãi bên nhau, để cùng nhau cố gắng đi để nuôi con thành người. Em mới đây em bỏ đi rồi, anh biết phải làm. Em ơi, em ra đi có biết bây giờ cả con của chúng mình nó vất vả rất nhiều. Sau này nó biết đi phải làm sao. Ơi ơi em ơi, em đi đâu mất rồi? Trong nhà một mình thì anh phải cô đơn. Từ đây em ơi, nghe phụ thế đứt đoạn rồi. Làm sao bây giờ, biết nghe nói câu gì trước ngày em ra đi. Em ơi, nhìn cả con khóc vì mẹ Vietnam.